Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Liverpool với Real Madrid 3 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2023, lượt đi vòng 1/8 Champions League. Không lâu sau khi đánh bại gã hàng xóm ồn ào Everton 2-0 trong trận derby vùng Merseyside, Liverpool đã tiếp tục gieo sầu cho Newcastle với tỷ số tương tự ngay tại Sports Direct Arena. Hai chiến thắng thuyết phục liên tiếp không chỉ thổi bùng lên hy vọng cạnh tranh top 4 ngoại hạng Anh, mà còn mang đến sự tự tin rất lớn cho thầy trò Jurgen Klopp trước thềm cuộc tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thế nhưng bất chấp điểm tựa Anfield, khả năng cao để Klopp sẽ không thể tìm được lợi thế làm vốn cho trận lượt về. Sở dĩ nói vậy là bởi Real Madrid chính là khắc tinh của Liverpool tại đấu trường châu Âu. Dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool chưa từng đánh bại được Real Madrid và đã có đến 2 lần ôm hận trước đại diện của xứ sở bò tót trong trận chung kết. Tính rộng ra, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã trải qua 6 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua Los Blancos, trong đó bao gồm tới 5 thất bại. Ở 6 trận vừa nêu, đội bóng thành phố Cảng đã phải nhận cả thẻ 11 bàn thua và chỉ có vỏn vẹn 2 lần điền tên lên bảng điện tử. Khách quan mà nói, sức mạnh của Real Madrid mùa này đã suy giảm đáng kể so với mùa trước. Bằng chứng là tại La Liga lúc này, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 8 điểm trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên sau khoảng thời gian thi đấu trượt trọc, Karim Benzema cùng các đồng đội đã tìm lại được cảm hứng nhờ danh hiệu FIFA Club World Cup. Hai lần ra sân sau đó tại La Liga đã chứng kiến kền kền trắng giành trọn 6 điểm tuyệt đối, ghi được 6 bàn thắng và giữ sạch lưới. Dù Anfield luôn là nơi đi dễ khó về, nhưng tin rằng bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nhất Champions League sẽ giúp Los Blancos giành được một kết quả khả quan. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà kèm với tinh thần đang lên cao sau khi có những ong thắng lợi liên tiếp, khả năng cao Liverpool sẽ chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm lợi thế cho trận lượt về. Với kèo châu Á Liverpool chấp 0.25 anh em cân nhắc cửa trên. Chốt kèo châu Á, Liverpool chấp 0.25 full time. Trước thềm vòng knockout Champions League, Liverpool đã cho thấy tín hiệu hồi sinh với hai chiến thắng liên tiếp mà không phải nhận bàn thua nào. Bên cạnh đó, sự trở lại của những trụ cột như Van Dijk, Roberto Firmino hay Diogo Jota hứa hẹn sẽ mang đến sức bật đáng kể cho đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên nên nhớ rằng ngay cả ở những thời điểm được coi là đỉnh cao dưới thời Jurgen Klopp, De Kop vẫn luôn chật vật mỗi khi giáp mặt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Với việc Real Madrid đang ở trạng thái khá tốt cả về phong độ lẫn tinh thần, rất có thể hai đội sẽ bất phân thắng bại trong 90 phút lượt đi. Tuy nhiên, được thi đấu trên thánh địa Anfield, khả năng cao Salah cùng các đồng đội sẽ tăng thêm sự tự tin ở kèo châu Âu anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Liverpool thắng. Ở hai trận thắng vừa qua, Liverpool đã có 4 lần xé lưới đối thủ. Nhưng trước một đối thủ được coi là khắc tinh như Real Madrid, không dễ để Mohamed Salah cùng các đồng đội thể hiện được những phẩm chất tinh túy nhất. Phía bên kia chiến tuyến, dù áp đảo về thành tích đối đầu nhưng không vì thế mà Los Blancos tỏ ra chủ quan bởi họ thừa hiểu sự đáng sợ của Anfield. Cùng với việc hàng thủ hai đội vừa mới giữ sạch lưới hai trận liên tiếp, có lẽ nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào một trận cầu bùng nổ bàn thắng. Tuy nhiên, tấn công nhiều khả năng là lối chơi của Liverpool ở trận đấu này. Với kèo tài xỉu 2.75, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.75 chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Liverpool chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, Liverpool thắng. Kèo tài xỉu, 2.75 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Liverpool 3 Real Madrid 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.